Xin chào mọi người, mình đang ngồi ở vườn hoa ở tỉnh Tochigi. Và hôm nay mình đã thay đổi không khí để đem đến cho các bạn một không gian tươi mới hơn. Hiện tại thì mình đang ngồi ở dưới một dàn hoa tử đằng. Hiện giờ thì chưa có ra hoa mà chỉ có lá thôi. Là chủ đề của video hôm nay, mình xin nói về một loại quả rất đặc trưng của mùa thu nước Nhật mà chưa từng thấy ở Việt Nam. Đó là quả akebi. Quả akebi này hiện tại trong siêu thị cũng có bán nhưng mà giá rất là mắc. Một phần là vì cây akebi ra quả rất là hạn chế, và cái quả của nó sau khi chín rồi thì cũng nhanh hư, cho nên là giá thành rất là cao. Như mình xem trên mạng thì thấy ở Việt Nam hiện nay bán là đến 400.000 một quả akebi nhập về. Còn trên trang Alibaba của Trung Quốc thì có giá dao động từ 10 đô đến 100 đô la Mỹ một ký. May sao thì bọn mình đã tìm thấy cây akebi ở trên núi và cũng đã hái được cả một rổ akebi mọc dại. Bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn những điều thú vị xung quanh quả akebi của Nhật này nha. Vì đặc tính kỳ lạ là vào mùa thu thì mới ra quả và quả có màu tím, cho nên là quả này cũng đã được xuất hiện rất nhiều trong thơ ca của Nhật Bản. Hiện nay ở Nhật thì có hai loại akebi, một loại mọc dại và một loại là được trồng. Loại mọc dại thì thường mọc ở những tỉnh phía bắc của nước Nhật, và ngày xưa thì bọn trẻ con đi lên núi chơi thì thường hái xuống để ăn như là ăn trái cây dại. Và nó chỉ mới được trồng ở Nhật trong khoảng 20 năm trở lại đây. Cái giống cây mà được trồng thì có một điểm khác so với cái cây dại, đó là trên cây dại thì đường này nó sẽ tự động nứt ra khi mà quả chín. Còn trên cây trồng thì khi nó chín nó sẽ già và hư dần từ bên trong, chứ cái đường này nó sẽ không có nứt ra. Quả akebi này sau khi bọn mình hái về thì nó cũng đã chín, và để trong không khí một thời gian thì nó sẽ dễ bị thâm. Như mình đã nói ban nãy thì trên quả akebi có một cái đường rãnh tự nhiên, và cây này là một cây mọc dại cho nên là sau khi chín cái đường rãnh nó đã tự động nứt ra, và chúng ta chỉ cần tách đôi ra dễ dàng thì sẽ nhìn thấy cái ruột bên trong của nó. Như mọi người đang thấy thì quả akebi có phần ruột màu trắng hoặc màu đen, và phần vỏ khá là dày. Tại Trung Quốc thì nhiều thành phần trong quả akebi đã được sử dụng làm dược liệu trong các vị thuốc cổ truyền, nhưng mà hiện tại ở Nhật Bản thì họ chỉ chủ yếu sử dụng nó làm nguyên liệu nấu ăn. Ngoài việc ăn ruột quả ra thì họ còn sử dụng vỏ để làm tempura, làm salad, hoặc là nhồi thịt giống như cái khổ qua của mình vậy á. Hiện giờ trên bàn của mình là 5 quả akebi đã được mình tách ra. Như các bạn thấy thì cái phần miệng lúc mà tách ra thì nhìn nó hơi bị thâm đen. Nhưng cái này là không phải là nó bị hư mà là do bọn mình hái xuống để lâu và để mang đi giữa trời mưa cho nên là nó mới đen lại như thế này. Còn cái ruột quả bên trong thì vẫn chín và ăn bình thường nha các bạn. Thôi bây giờ mình bắt đầu ăn thôi, ăn thôi. Không biết là sau khi ăn hết 5 trái này thì mình có toàn thay như vậy không đó. Cái phần ruột của quả thì rất là dễ tách ra khỏi vỏ, chỉ cần lấy cái muỗng thổi thổi nhẹ thì nó sẽ đi lên hết. Vị ngọt của nó không có gắt mà nó ngọt ngọt nhẹ như là quả vú sữa. Ở trong thì có nhiều hột bóng, và xung quanh hột thì có cái bao giống như là hạt chanh dây á. Mình đọc trên mạng thì thấy
ta nói là ăn nuốt hột cũng được, nhưng mà mình thấy cái hột này nó to quá cho nên không thể, nếu mà nuốt hết một đống hột này thì sợ mình đi. Nó cực kỳ là ngọt luôn. Trước khi ăn thì mình cũng đã đọc trên Google thì có nhiều bài viết nói là cái hạt này ăn sẽ đắng, nhưng mà hiện giờ mình thấy hoàn toàn không có đắng gì hết. Và tại tỉnh Yamagata của Nhật Bản thì cái hạt này còn được dùng để chiết xuất làm dầu AKB. Dầu này cũng là được bán như một loại dược liệu nổi tiếng. Ngọt lắm. Trước khi hái được những trái AKB này thì mình đã được biết là thậm chí ở Nhật thì giá bán của nó cũng rất là mắc. Và bạn cùng phòng của mình nói là trời ơi, trái này có tiền cũng không ăn được đâu, bởi vì hiện giờ không có thấy bán. Nhưng mà cũng tình cờ tìm được cái cây mọc dại và hái được về ăn thì mình cũng rất là vui. Trời ơi, mà nó ngọt lắm. Ngon. Mình nghĩ là một phần những trái này đã được mọc tự nhiên và chín tự nhiên, cho nên là nó đã đủ tuổi rồi á, nên hoàn toàn là không đắng. Mà chứ ngoài ra thấy những người mua siêu thị về thì thấy họ nói là càng ăn về ở giữa của quả thì nó sẽ hơi nhẫn nhẫn đắng đắng. Thì mình cũng được biết là quả này có chứa rất ít đường, rất ít calorie, nhưng mà rất là nhiều vitamin và những chất chống oxy hóa khác. Khi mà mình múc một muỗng đầy cho vô miệng đó, thì cảm giác rất là mát ngập miệng vậy á. Cảm giác như là được lấp đầy. Và mình cũng có thấy có hương vị của mùa thu ở đây nữa. Tức là nó sẽ không có mát và nhiều đường như là dưa hấu, nhưng mà nó dịu nhẹ lắm. Mát như là mùa thu vậy á. Ăn hết một trái rồi, trời ơi ngon quá. Mình không nghĩ nó ngon như vậy. Tại vì cảm thấy quả này cũng không gọi là được ưa chuộng hay phổ biến lắm, cho nên là nghĩ là nó không ngon. Nhưng thực tế là nó không phổ biến là vì nó khó trồng. Và quanh năm thì chỉ ra trái được có một lần à. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái vỏ xem thử là nó có vị gì không. Tại vì trong những món ăn ngày xưa của Nhật thì họ cũng có dùng nó làm salad, làm rau trộn, nướng hoặc là chiên kiểu tempura nữa. Bỏ đắng quá. Siêu đắng. Trái khổ qua lần đó. Sao không biết sao người ta có thể ăn được nữa. Chắc là cũng phải có qua chế biến gì đó để loại bỏ cái đắng này đi. Không đắng quá. Bây giờ phải ăn. Ăn ở trong để cho nó giải tỏa. Nghĩ cũng lạ, tại sao có cái loại mã ở trong thì có thể ngọt nhẹ nhàng như vậy, cái vỏ thì đắng chết, đắng không thể diễn tả cái độ đắng của nó. Cà phê cũng không xin nha. Đắng như là gì ta? Đắng như là tỏ tình rồi bị từ chối đó. Không biết là ăn xong lấy mấy cái hộp này đem phơi khô rồi đem lên Alibaba hay là eBay bán đó rồi mua không ta? Tại hiện giờ thấy cho nó ra bán cũng nhiều lắm. Đáng bỏ khô nè, dầu hạt nè, cải quả tươi cũng nhiều nữa. Hiện giờ cảm giác của mình chỉ có thể nói là thỏa mãn. Quả AKB này là trái cây ôn đới. Thậm chí ở Nhật thì nó chỉ mọc ở các tỉnh miền Bắc, mà như miền Nam thì cũng không có. Và mình hỏi một số người bạn Nhật của mình thì họ còn chưa thử trái này bao giờ. Vậy nếu mình được ăn thử thì cả đây cũng may mắn thôi. Bạn không phải tốn tiền đi mua nữa. Ôi giờ ăn trái bự nhất. Cái trái to này ngọt dễ mang luôn.
ngọt đậm á. Chắc là nó già lắm rồi. Ngọt hơn những trái hải nhiều. Ngọt quá không ăn nổi. Ngọt quá. Sau khi ăn hai quả thì mình có kỹ thuật ăn mới đó là thôi cho vô miệng rồi thì mình để mấy cái hạt của nó ra ngoài cái răng á, nhưng mà ngậm răng lại rút quá tất cả những cái thịt của nó, tại vì nó lỏng hay như lỏng sệt sệt cho nên rất là dễ rút. Rút nó vô trong cổ họng xong nhảy hột nhanh nhanh mà ăn được hết những cái tinh túy của nó. Mùi vị nêu được không? Thank you. Hi, Akibi. Tapi, そっか、ほら鼻が出たから作ってるかと思った。はい。試したいんですか。それは女性の方が好むの。はい、女性の方の果物ですね。Gọi phải phụ đề lại cái đoạn này. Mà cũng chẳng nghe nào ông nói gì, chỉ nghe như là trái của phụ nữ gì đó. Trái cuối cùng rồi. Bây giờ mình sang đến trái cuối cùng. Và sau khi đã có kinh nghiệm ăn 4 trái vừa rồi thì mình rút ra là quả càng to thì ăn càng ngọt. Và những cái quả mà nhỏ nhỏ như quả vừa rồi thì hầu như là không ngọt lắm. Thì cứ tưởng tượng là những quả nhỏ này thì giống như là ly trà sữa mà có nồng độ đường 10%, còn cái quả to này thì 100%, ngọt lắm. 100% cũng hơi quá, chắc 70. Hiện giờ thì mình thấy cũng vui đã được thử những thứ mà hồi giờ mình chưa từng nghe tới luôn, chưa từng biết đến. Thấy tận mắt, cầm tận tay, ăn tận miệng. Và hôm nay video của mình đến đây là hết rồi. Uchiso-sama, chào và hẹn gặp lại các bạn.